test cặp cổ 802 trừ 8G vừa mới về, vừa bảo dưỡng xong. Vừa bảo dưỡng xong của cặp cổ này, cặp cổ khác này, diaphragm này, đế dày là viền xéo là một, còn đít này, đít trơn, không phải đít có tem 802 trừ 8G. Cặp này lắp cho Antic 19. Đây. Đấy, anh em bắt đầu test nha. Test cho cặp cổ Antic 802 trừ 8G này. Bắt đầu này. Nghe nhạc nha, bắt đầu này. Tiếng rất dày. Tiếng cực dày mà có bát ở trong, những bát gió ở trong, bánh bình bịch. Đấy, độ động cực kỳ cao luôn. Vừa mới bảo dưỡng xong. Trong vắt. Dày cột. Em đi rồi. Đường xưa có nắng không em? Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng. Nó nhỏ đi này, à, nhỏ đi này. To lên này. Mình anh lẻ bước trong sương mai. Người tình còn đâu? Chỉ đơn đau con tim. Cực kỳ lớn luôn. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai, nỗi buồn trên xứ người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly. Đó là test qua cặp của Antic 802-8G vừa mới bảo dưỡng nha. Ok, xin chào.